Từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận trên 3.600 ca tay chân miệng và hơn 3.000 ca sốt xuất huyết, tỷ lệ gia tăng từ 27-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, những căn bệnh gây lo ngại cho cộng đồng này hiện đang giảm dần hoặc ổn định. Trong ngày hôm nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 chỉ có khoảng trên 30 bệnh nhân tay chân miệng, 19 bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú. Tỷ lệ các ca bệnh nặng chiếm khoảng 10%. Trong các tuần vừa qua, tay chân miệng đang có xu hướng ổn định và giảm dần. Và theo các chuyên gia y tế, đó là do hoạt động của bệnh viện tuyến dưới được người dân tin tưởng và sự phân luồng có hiệu quả cao. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh liên tục tổ chức các hoạt động phòng ngừa dịch tại các quận huyện phòng tránh sốt xuất huyết, tay chân miệng lây lan trong cộng đồng. Đặc biệt được lưu ý là các quận huyện ngoại thành nơi có mật độ tập trung dân số cao.